Hello, Miu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Miu sẽ dẫn các bạn đi ghép cái con gấu mới vừa ra trong cái bản cập nhật vừa rồi nha. Thì để ghép được cái con gấu này á là cần phải có thêm hai con gấu xanh là đầu tiên nha. Thì bây giờ Miu sẽ tem nó. Và cái con gấu xanh này nó ăn duy nhất chỉ cần mật ong thôi nha mọi người. Và một con như vậy là tầm 7 mật ong nha. Thì cái con gấu này á, chỉ số cao nhất của nó là 3.7 nha mọi người. Không biết Miu có bắt được cao nhất không. Để Miu mở lên cho các bạn xem nha. Là con này của Miu là nó chỉ có 3.5 thôi nha mọi người. Nhưng mà do là cái cấp độ đầu tiên của nó ghép lựa chỉ số thì cũng rất là khó để có được con gấu ghép chỉ số cao. Nên tốt nhất là các bạn hãy ghép lụi đi. Ghép lụi hơn xôi nó sẽ có được một con gấu ca có chỉ số cao nha. Ôi rớt điện thoại luôn. Thì cái chỗ mà Miu hay bắt nhất á, là ở bên KB này. Và ở trên Gia Gia cũng có nha mọi người. Nhưng mà do là Miu qua bên đây á, bắt cho nó gòn. Tại vì khỏi phải đi xa. Còn mấy cái chỗ khác là phải đi xa mới có. Rồi bây giờ Miu sẽ về nhà để Miu chế công thức của những con gấu còn lại còn để ghép nha mọi người. Rớt điện thoại ngoài bay. Thì cái con gấu ghép tiếp theo để ghép được nó là mình cần phải có cái con gấu trắng là con gấu tuyết nha. Và con vua gấu tuyết với lại con gấu nâu và vua gấu nâu. Thì những cái con gấu này là cần túi mật ong mới chế được. Nên Miu lại còn con ngựa gỗ để chế túi mật ong nè. Thì là 5 mật ong là sẽ chế được một túi nha. Rồi bây giờ là Miu sẽ lấy thêm nguyên liệu ra. Thì cái con gấu mà Miu chế cái thức ăn tiếp theo á là con gấu tuyết nha mọi người. Thì nó cần thêm mía với lại túi lúa nha. Đây là túi lúa. Rồi, trời nặng quá. Bây giờ mình sẽ chế cho các bạn xem cái thức ăn của nó là túi lúa nè, túi mật ong nè, với lại mía nha. Thì đây là thức ăn của con gấu tuyết. Thì cái con gấu tuyết này là nó ăn tầm 9 túi nha các bạn. Một con là ăn tầm 9 túi nha. Thì ở trong cái cuốn sổ này á là những con bé mà Miu đã bắt rồi á thì nó sẽ có hiện cái chỉ số và túi thức ăn của nó đây. Thì như là con gấu xanh nè, mật ong là 7 miếng, còn con gấu tuyết á là 9 miếng nha. 9 túi chứ lộn. Lộn hoài luôn. Rồi, tiếp theo là giờ Miu sẽ chế thêm cho nó đủ cái túi thức ăn, là lát nữa Miu sẽ đi tem con gấu tuyết cho các bạn xem luôn nha. Rồi. Nhưng mình sẽ chế thêm vài túi mật ong nữa để chế tiếp cái công thức tiếp theo. Thì do tốn khá là nhiều mật ong nên các bạn chịu khó đi farm nha. Cái mật ong này là chỉ cần chặt cái cây táo là nó sẽ có mật ong nha. Mà hên xui nó rớt tỷ lệ bây giờ nó cũng hơi bị thấp một chút. Tại vì do là có phải ghép gấu rất là nhiều. Rồi cái thức ăn tiếp theo là túi mật ong nè, dâu và kèm theo một món nữa đó là thịt mít. Thịt mít thì phải. Đây là công thức mà Miu đã chế rồi nè. Là nó cần thịt mít nha mọi người. Cái thịt mít là cái thịt màu trắng á. Thì cái thịt đó là các bạn chỉ việc chém bò, cù hay là heo á. Là nó sẽ rớt cái thịt đó rất là nhiều nha. Rất là dễ farm nha. Là túi mật ong nè, dâu với lại thịt mít nha. Nhưng có một số chỗ là để cái công thức này là túi dâu là sai nha các bạn. Chỉ có dâu mới chế được thôi nha. Bây giờ Miu sẽ lấy thêm vài cái vật liệu và cất bớt vô cho nó nhẹ người bớt để chế thêm tiếp cái công thức tiếp theo. Thì bây giờ là Miu đã chế được gấu trắng với lại gấu nâu. Thì bây giờ Miu sẽ chế tiếp cái công thức của cái con vua gấu nâu với lại con vua gấu tiết nha. Thì con vua gấu nâu là nó ăn rong biển, cá tóc và hình như túi lúa chứ không phải túi mật ong. Miu lộn rồi. Để Miu bấm qua Miu xem lại cho chắc đã. Đây thì là túi lúa nha mọi người. Thì cái con cá tóc với lại rong á, cái này là đi câu là nó sẽ có. Mà rong thì rất là dễ câu nha.
Đây là công thức của cái con vua gấu nâu. Còn cái con cá tóc á, thì ở bên Latium á, Âu Latium á, là nó có một cái đảo nhỏ. Cái bên Âu Latium nó có một cái đảo nhỏ nè. Cái đảo mà ở bên bên trái nha các bạn. Do miêu bật cái map lên hình như chỗ này thì hình như là có rong nè. Cái hồ này là có rong nha. Còn cái đảo mé bên trái á, có cái hồ ở giữa là cái hồ đó câu ra cá tóc nha các bạn. Là miêu biết được có vị trí là của hai cái chỗ này thôi, không biết có đúng không, tại vì đi câu không có câu, tại vì rong ở ngoài chợ nó khá là rẻ, miêu tự đi mua luôn, không thèm câu luôn. Rồi bây giờ miêu sẽ bỏ cái túi mật ong với lại thịt quay ly vô là chế ra được cái thức ăn của con vua gấu tiết nha các bạn. Thịt quay ly là thịt xanh lá nha. Còn cái số lượng cụ thể của nó là bao nhiêu thì miêu quên mất tiêu rồi. Bây giờ miêu sẽ cắt bớt cái khoảng thời gian bay nhảy để miêu chạy qua bên núi tuyết miêu bắt con gấu tuyết nha. Thì hiện tại bây giờ là miêu đang ở gần cái con vua gấu tuyết nè. Và kế bên con vua gấu tuyết là nó cũng có thêm cái con gấu tuyết con nữa. Do cái con vua gấu tuyết nó nằm hơi xa trụ một tí nên miêu phải cắt đi clip nha. Bây giờ miêu sẽ tem con gấu tuyết con trước nha. Thì cái con gấu tuyết con này là nó ăn tầm 9 feet. Còn những con khác thì miêu không biết ăn bao nhiêu, tại vì miêu bắt theo cái số lượng lớn á, cái tỷ lệ ra chỉ số cao của nó rất là ít nha. Rồi con gấu tuyết con này á, cái chỉ số cao nhất của nó hình như là 4.5 nha các bạn. Miêu mở lên xem. Đây thì cái con này là miêu bắt được 4.5 nha các bạn. Cái con này là chỉ số khá là cao nha, mà do cái dòng thứ ba của nó hơi thấp một chút, dòng thứ ba của nó 1.5 lận. Bây giờ mình sẽ tem luôn con vua gấu tiết, xếp bên luôn, anh giáp phía đi tem một lần luôn. Thì cái con này là cái chỉ số cao nhất của nó hình như là 4.9 thì phải, và nó ăn là tầm 12 đến 13 túi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở lên coi nó được bao nhiêu. Đâu rồi? Đây thì cái con vua gấu tiết này nó chỉ có 4.7 thôi nha. Chỉ số cao nhất của nó là tới 4.9 lần nha các bạn. Thì ghép mình lựa chỉ số cao nhất để mình ghép cho nó dễ được ôi vô 6 thôi. Chứ mà ghép lựa thì cũng hên xui à. Miêu không có chắc chắn lắm, tại vì miêu toàn là đi lựa, nhưng mà lựa hẳm rài thì ghép nó toàn là 0.0, evo 0, evo 2 không à. Bây giờ miêu sẽ cắt bớt clip để đi qua bên núi lửa nha, bên La Lu nhé. Thì cái núi lửa bên đây là có vua gấu nâu và con gấu nâu con. Thì đây, bây giờ miêu sẽ chém cái con vua gấu nâu, miêu tem nó trước nha. Thì cái con vua gấu nâu này, cái chỉ số cao nhất của nó là 5.0 nha các bạn. Thì nếu như các bạn được một con gấu ghép mà nó ghép lên gần tới dạng cuối cùng mà chỉ số cao một chút, thì ghép với vua gấu nâu 4.9 vẫn được nha. Bây giờ miêu sẽ tem thêm cái con gấu con này kế bên luôn. Mà nãy cái con vua gấu nâu ăn bao nhiêu feet miêu quên xem mất tiêu rồi. Còn cái con gấu nâu này á, nó ăn bao nhiêu túi cũng quên luôn rồi. Tại vì miêu đi tem số lượng lớn lắm. Thì con đây là con vua gấu nâu nha, mà chỉ số con này khá là thấp, chỉ có 4.8 thôi. Còn cái con gấu nâu này á, thì nó chỉ có 4.6 là vẫn thấp luôn nha các bạn. Tại vì gấu nâu là 4.7, còn vua gấu nâu là phải 5.0 nha. Rồi bây giờ miêu sẽ ghép hai con gấu xanh này trước để ra được cái con gấu ghép bậc 1 trước nha mọi người. Thì đây là cái con gấu ghép bậc 1 đây. Đây nè. Và đây là chỉ số cao nhất của nó là 4.0 nha các bạn. Ghép là nó chỉ cao nhất là 4.0 thôi và nó không có hơn được nha. Rồi bây giờ miêu cũng sẽ dùng cái con 4.0 này mà miêu ghép với lại con gấu tuyết là 4.5 nha. Thì nó sẽ ra được một con gấu, nó là Blue Huskybear. Thì cái con này á, cái chỉ số cao nhất của nó là 4.3. Thì đây là 4.3 nha. Rồi bây giờ Miu sẽ cày level và cũng cái con gấu 4.3 này Miu sẽ ghép với gấu nâu 4.7 nha. Thì cũng con gấu này ghép với lại gấu nâu 4.7.
nó sẽ ra được hình như cái con tiếp theo là con yellow thì phải. Đúng rồi, là con gấu vàng nha. Thì con gấu vàng này á, cái chỉ số cao nhất của nó là bao nhiêu thì Miu không có nhớ rõ nữa, nhưng cái con của Miu hiện tại bây giờ là 4.5 nha. Mà chắc là cũng cỡ 4.5 không hơn đâu. Và bây giờ là tiếp với lại con vua gấu tiết nha. Gấu vàng ghép với vua gấu tiết. Thì cái con gấu vàng này á, hai con này là cần level 40 nha các bạn. Và mình ghép theo cái tỷ lệ là 15, 25, 30, 40, 50. Tôi nhớ hình như là level của nó như vậy. Thì cái con rau là cái con gần cuối rồi nha các bạn. Thì con rau này á, ây dạ, chết rồi. Con rau của Miu là nó chỉ số thấp nha, nó chỉ có 4.6 thôi. Nên Miu sẽ đổi qua bên đây là con rau 4.7 để Miu ghép nha. Và do là 4.7 là chỉ số cao nhất nên Miu chỉ ghép với lại vua gấu nâu 4.9 thôi nha. Thì đây là minh chứng cho các bạn xem là nó ra Evo 6 nha các bạn. Rồi, đây là con gấu ghép cấp cuối cùng. Bây giờ Miu sẽ mở lên cho các bạn xem chỉ số của nó nè. Thì các bạn bấm vô cái vòng đi tay á, thì cái vòng đi tay này mà nó có 6 dòng thì là Evo 6 nha. Rồi, video của Miu đến đây là kết thúc nha các bạn.